Vì đây là một chương trình chuyên nghiệp và ekip đã muốn đầu tư để cho xây dựng hình ảnh và tên tuổi ca sĩ Trà My. Là một gương mặt đạo diễn quen thuộc được biết đến qua rất nhiều các live show của ca sĩ Thu Minh, Hồ Quỳnh Hương, các ca sĩ trẻ khác, và lần này thì ekip sản xuất đã lựa chọn chị vào cho tour live show của Trà My. Thế thì chị sẽ áp dụng một ý tưởng chung cho các đối tượng ca sĩ hay là tùy theo từng ca sĩ mà chị có một cách khám phá và khai thác mới để hướng vào thị trường showbiz Việt Nam? Đứng về phương diện nghề nghiệp thì chắc chắn là mình phải tùy thuộc vào từng ca sĩ và tùy thuộc vào đối tượng khách hàng của mình là ai. Vì mỗi người người ta có một cái phong cách riêng, thì thế cho nên mình không thể nào áp dụng một mô típ cho tất cả mọi người. Với Trầm My thì mình xây dựng ở một hình ảnh khác, một ca sĩ còn trẻ tuổi nhưng mà có tài năng, có nhiều điều kiện thuận lợi. Và với góc độ cá nhân của mình thì chị nghĩ gì về tiềm năng và cũng như khả năng của Trà My dành cho thị trường showbiz Việt Nam? Nói như vậy thì chắc là hơi sớm, mình cũng không dám nói nhiều vì người ta thường nói là nói trước thì bước không đến. Nhưng mà toàn bộ ekip thì mong muốn là xây dựng một Trà My sẽ trở thành một trong những diva hoặc là một trong những người nằm trong được giới showbiz của Việt Nam hiện nay. Vâng, xin cảm ơn Thủy Ti La rất nhiều, và nào bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau gặp lại nhân vật chính của talk show ngày hôm nay, ca sĩ Trà My. Với mỗi đêm diễn của Trà My dường như là hơn 15.000 khán giả, mà đối tượng đông là sinh viên học sinh, họ đã phải chờ từ 4 giờ chiều cho đến buổi tối. Khi mà bước ra sân khấu và cảm nhận được cái không khí đó thì My cảm thấy như thế nào? Nhất là đêm diễn ở Đà Lạt, em cảm thấy rất là hồi hộp và mà giữa cái lạnh của Đà Lạt nữa thì sao ạ? Em cảm thấy là tất cả 15.000 học sinh sinh viên ở Đà Lạt đều hòa cùng tất cả các nghệ sĩ có mặt trong đêm diễn, và em cảm thấy rất là hạnh phúc khi mà được diễn tại Đà Lạt. Nếu mà có cơ hội tiếp theo thì có thể sắp tới, thời gian gần nhất thì em sẽ quay trở lại Đà Lạt để em diễn cho các bạn sinh viên nghe. Và tình cảm của họ khi mà họ chào đón My lúc mà bạn vừa đặt chân tới sân bay thì bạn cảm thấy có ngạc nhiên lắm không? Bởi vì là chỉ sau một lần đầu tiên xuất hiện Đà Lạt đúng không ạ? Mặc dù là mọi người biết đến mình qua truyền hình nhưng mà mọi người đã dành một tình cảm quá ưu ái cho My như vậy, mà còn một lực lượng fan từ Sài Gòn đến Đà Lạt nữa, thì làm cho bạn như thế nào ạ? Em lúc đầu em bước chân xuống sân bay thì em cảm thấy rất là lạ. Và tự nhiên thấy các bạn Trà My ôm lời sung sướng, và em ra thì các bạn ôm hôn em thắm thiết luôn. Trời ơi, em ngạc nhiên và em hỏi là ui sao hôm nay đông thế này, bảo hỏi anh trai em thì anh trai em mới nói là anh đã thông báo với tất cả các bạn sinh viên Đà Lạt là hôm nay giờ này thì em sẽ đến và các bạn đều muốn hứng thú ra đón em tại sân bay. Thế là đi xe đoàn đi ra để mà đón Trà My đúng không ạ? Thank you.
Còn tiếp nữa, mỗi lần mà diễn như vậy rồi, từ cả cái ánh mắt của sinh viên, mà nhất là Trà My đã từng ngồi ghế nhà trường, đã từng là học sinh sinh viên, thì bạn đồng cảm như thế nào với các khán giả lúc đó ở những cái show mà đã diễn ra? Nếu mà là em xem một ca sĩ, một ca sĩ trẻ trung hay là mới bước ra nghề thì em sẽ cổ vũ rất nhiệt tình, và em cảm thấy các sinh viên Đà Lạt cũng vậy, bởi vì là các bạn cũng không hay được xem ca nhạc tại Đà Lạt, bởi vì trên đó cũng ít diễn ra các tour biểu diễn, cho nên là em đã chọn Đà Lạt để làm tour biểu diễn của mình, và em cảm thấy rất là hạnh phúc và rất là vinh dự. Khoa nghĩ là không chỉ Đà Lạt đâu, ở thành phố Hồ Chí Minh nè, cả Hà Nội bạn chuẩn bị hướng đến nè, và rất nhiều những tỉnh thành khác. Hầu như là các sinh viên trong quá trình học tập thì họ vẫn mong chờ có những chương trình đầy ý nghĩa mang đến cho họ. Thì bên cạnh sự xuất hiện của Trà My và những người bạn trong tour live show của bạn, chương trình của bạn còn mang một cái dáng dấp rất là chuyên nghiệp và chỉnh chu, bởi vì là một chương trình cho sinh viên học sinh mà lại được đầu tư khá là quy mô như vậy, thì My có cảm thấy là mình đã cho các bạn ăn một món ăn quá sang trọng hay không? Thực ra em đã hướng tới một kế hoạch cho tương lai, và tất cả ekip của em cũng vậy. Ekip làm việc với em thì cũng rất chuyên nghiệp. Các anh các chị đã làm live show cho Thu Minh rồi chị Hồ Quỳnh Hương, cho nên là đến với em thì em cảm thấy rất may mắn khi được làm việc và tiếp xúc với các anh chị trong ekip. Có nghĩa là ai cũng kinh nghiệm hết. Dạ vâng. Và tất nhiên là người chuyên nghiệp thì làm việc chuyên nghiệp, cho nên là em cũng phải tập làm việc chuyên nghiệp theo các anh chị trong ekip. Rơi khi vắng anh rồi, có những giấc mơ tan tành theo bao khó.